cơm tấm lọ lem. Ồ, cơm rồi tấm lọ lem xuống là ăn trưa. Cơm này nấu bằng củi nó có dính lọ. Đúng rồi con. Cơm nè. Đúng rồi. Bây giờ đoàn tham quan của trường trung học phổ thông Vị Thanh. Cái này là xuống ăn trưa. Thu âm của thầy lên. Tại một cái tiệm cơm có tên là cơm tấm lọ lem. Tại thành phố Vũng Tàu. Đây là thầy Linh. Có thầy Linh. Quán cơm mình dùng sẽ là quán cơm có tên rất là lạ. Quán cơm. Cơm tấm lọ lem. Xe đâu? Thầy kêu cái gì thầy? Thầy kêu món chưa? Thầy nào? Thầy Tây Ninh. Tây Ninh nào? Một thầy nào? Không ăn tiếp không rồi. Hôm nay Tây Ninh hả? Thầy Linh đang ủng hộ cho số 5 tờ đi người 5 tờ. Rồi rồi, còn 2 tờ còn 3 đi. Còn 2 tờ, rồi 2 tờ 92. Rồi 2 tờ 92. Rồi. Rồi chia tiền con được không? Rồi. Anh Linh rồi đó chưa thầy? Chúng là ngày mai là lặn rồi hả? Là ngày chỗ này. Rồi nhân viên vô hỏi món phải không? Rồi rồi, cảm ơn vậy. Rồi. Tây Ninh. Dạ rồi. Ok. Hôm qua mình lựa món đi vô giống rồi rồi người ta vô người ta lựa món hả? Ghi cái món cho mình dùng. Lựa món hả? Lựa món nữa của bé. Có gà không hả? Có gà nè. Có gà nè. Gà này hay gà này? Gà ăn hoang gà nào? Gà này gà chiên, gà này gà kho con nghệ. Cả hai. Khuyên bạn gà con nghệ đi. Ăn được phải không? Gà con nghệ. Chờ con ăn gà con nghệ, cha sẽ ăn là... Ăn gì thì Tú? Tú có xào kìa, xào gì kìa, xào hành kìa. Cái kiểu được kìa. Bây giờ là phần gì? Này phải một phần xoài bò không? Hả? Có phần bò phải không? Ăn là một phần gà kho nghệ. Cái này gì phần hay gì á? Đó là lựa món xong rồi chứ đó ngồi phải không? Dễ đi, dễ đi. Rồi rồi đi đi đi, đi vô đóng rồi. Rồi nó đi sao? Đâu chỗ nào? Bên đây nè. Bên đây nè Tú ơi. Đây nè, vô đây nè. Linh, vô. Hả? Vô đây thầy Bảy. Vô phòng ảnh nè. Vô đây nè, mọi người vô đây nè. Mọi người vô đây rồi. Đây đó đây. Cái gì kìa?
cá cá kho gì rồi mọi tới rồi mọi người ơi cá kho thịt cá cha gì thì mực á mực xào hả nước sôi thì hai chị em mà phải chia phe gì đó hả sao ngồi chung thiếu cái chén hả thiếu cái chén thì để cái gì kêu gì cái gì vậy cái ho gì vậy bên đây có mồi gì rồi bên đây canh chua hả miền tây đây gặp bên chua miền tây đây gặp bên chua nhiều quá đẹp ha đẹp nước sôi vô rồi đoàn ra tới rồi khổ qua canh khổ qua khổ giờ nó qua đó bò xào hả bò xào đó gà đúng chưa gà của em biên bên này còn gì nào rồi mời mọi người dùng cơm nha thấy cái nhát này rồi chúc mọi người ngon miệng rồi dùng cơm cho mọi người ơi vậy là mọi người ăn xong nghe mọi người chưa xong rồi cái món ăn sao thấy sao món ăn thấy ngon không giống miền tây mình không tuyệt vời quá tuyệt vời canh chua ngon gà kho sả ngon rồi xào cũng ngon này su hào su hào xào ngon canh chua cái gì qua này canh chua cá hú ăn này no ngủ không giấc tới chiều luôn rồi giờ bây giờ mình đi ra biển nè ba gửi phải không rồi mình ra bây giờ mình vô ha mình ra mình chơi luôn ghe là đã vô chiều em chỗ ở chiều ra ngoài không biết sao mà quay được gì xương xương ở dưới bãi biển không đó còn mấy chú xương xương quay biển được vừa tắm vừa xương xương nhẹ em thấy xương xương bãi biển nó không hợp à dạ hay là mình mua về hả cứ bãi biển cứ sáng giờ rồi bây giờ cứ chú giờ này cứ tắm đi bãi biển cứ tắm xong đi rồi lên tắm về phòng tắm sạch sẽ hết rồi cũng ăn gì ăn còn vừa tắm vừa thương thấy không học quay trở ra biển còn nhậu mà rồi anh thấy cô ăn cũng xong rồi hết mọi người cô ăn gì à không canh chua gà hai
rồi chưa? Mất tiền. Còn mất tiền rồi đánh tới rồi. Bên kia 6:40 rồi. Rồi, đây nè. Phần là 4 phần nhân 15 nè, thấy không? Có nghĩa là cơm á là 4 phần nhân 15. Cá kho tộ 120. Mực xào 100. Ê gì? Cái gì vậy? Bò. Bò kia hả? Cái chữ này phải chữ bò không? Bên đây chưa mấy món. Cái này là gì? Này là phần cơm. Cái này chữ bò hả? Tắm biển. Vừa tắm biển vừa tắm mưa luôn nha. Rồi chốt kèo. Tắm biển xả xuôi là tắm biển. Rồi mọi người tới khách sạn. Khách sạn Ngọc Hạnh. Chưa biết. Biết hồ theo. Đạt tiêu chuẩn 3 sao nha mọi người. Đối diện là biển luôn. View biển. Rồi ok, có căn cước. Mọi người ơi, có căn cước rồi khách sạn ta. Cầm chai đi. Luôn ok. Quay mọi người đi. Rồi, trước cửa là view biển nha mọi người. Quay chậm, đừng quay đi chậm, đừng đi nhanh quá nó bị chóng mặt. Mọi người ai có. Em chụp thôi mọi người lại. Sao người lại chỉ có anh giữa anh nhà trước cho anh thôi. Sao người anh sẽ giao thì khác hả?
cái lên cái này cái này trong cái này mà trong cái thằng tia đó, thằng tia, thằng tia nè. Không, cái phòng nó có thầy bảo rồi. Bảo bảo mỗi người luôn. Căn cước mỗi người không em? Nó có nhiều lắm, nó đang nằm trên đó. À. Ok. Rồi thấy chưa? Thầy vàng đang check in. Đây biển đây mọi người ơi, đối diện biển nha mọi người. Học trường cho hai khách thì có biển không? Chưa, không có biển. Ok, đợi cho tải đi.